Thì nói chung là cái đoạn đường này nó vừa xảy ra hai vụ tai nạn chết ngay ở tại đây. Thì có một bà ở Thanh La Lăng và một bà bên này. Tôi thường xuyên qua đây nhưng tôi thấy là cái không có biển báo giảm tốc độ và vòng xuyến này này, và cái đèn xanh đèn đỏ này nên quá này quá nguy hiểm, tại vì người dân nông thôn ấy, họ chưa am hiểu luật, nên cái đường để đường ưu tiên ấy, họ không phân biệt được đường nào đường ưu tiên, nên đi qua đây họ đi có thể không chủ động tốc độ nên là rất nguy hiểm. Tôi thường xuyên đi qua cái ngã tư này và đây là một cái điểm đen. Nhân tiện đây thì tôi cũng đề nghị công an chức năng làm sao là để dựng cho một cái biển báo hoặc là đèn xanh đèn đỏ đây, hoặc là có con trạch ngang đường để cho các phương tiện tham gia giao thông nó được an toàn và đảm bảo. Tôi là cũng là một người tham gia giao thông hàng ngày ở đây và tôi chứng kiến rất nhiều những cái vụ tai nạn này là đã có chết người ở đây rồi. Thì cũng là mong muốn cơ quan chức năng là làm sao mà để mà làm cái một cái đèn xanh đèn đỏ ở chỗ này để cho người dân đi cho an toàn hơn.